Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thăng thiên. Thăng thiên nghĩa là gì? Hành động đi lên hoặc đi lên đặc biệt, hành động di chuyển đến một vị trí cao hơn hoặc mạnh hơn. Ngày lễ của Cơ Đốc giáo kỷ niệm cuộc hành trình lên thiên đàng của Chúa Giêsu Christ sau khi Ngài qua đời. Mục đích của thăng thiên là gì? Trong niềm tin Cơ Đốc giáo, sự thăng thiên của Chúa Giêsu Christ lên trời vào ngày thứ 40 sau khi Ngài phục sinh. Lễ phục sinh được coi là ngày đầu tiên. Lễ thăng thiên được xếp cùng với lễ Giáng sinh. Lễ phục sinh và lễ ngũ tuần về tính phổ biến của việc tuân giữ lễ này đối với những người theo đạo Thiên Chúa. Tại sao thăng thiên lại quan trọng trong Cơ Đốc giáo? Các thăng thiên theo nghĩa đen có nghĩa là Chúa Giêsu lên trời hoặc được đưa lên để thiên đàng. Điều này rất có nghĩa vì nó cho thấy Ngài đã trở lại thiên đường sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình trên trái đất. Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Giêsu ở trên thiên đàng với Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài quyết định giữ Chúa Giêsu xuống trái đất để phán xét cuối cùng. Kinh Thánh nói gì về sự thăng thiên? Phúc âm Giăng cho có 3 đề cập đến sự thăng thiên theo lời của chính Chúa Giêsu. Không ai lên trời nhưng là con người từ trời xuống. Điều gì xảy ra nếu bạn, các môn đồ nhìn thấy con người đang thăng thiên ở nơi trước đây? Cơ Đốc nhân tin gì về sự thăng thiên? Kitô hữu tin rằng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã không chết một lần thứ hai. Thay vào đó, 40 ngày sau khi phục sinh, Chúa Giêsu rời trái đất bằng cách được cất lên cả thể xác và linh hồn lên thiên đàng để hợp lại với Đức Chúa Trời là Cha. Những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi thăng thiên là gì? Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Quả thật ta nói cùng với ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Để đáp lại một trong những hai tên trộm bị đóng đinh bên cạnh: Cha ơi, vào tay con, tôi cam kết tinh thần của tôi. Lời cuối cùng. Bao nhiêu ngày sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, lễ ngũ tuần xảy ra? Ngày và ngày lễ. Ngày lễ hiện xuống là 7 tuần sau Chủ nhật phục sinh, có nghĩa là ngày thứ 5 16 lễ phục sinh bao gồm cả Chủ nhật phục sinh. Lễ ngũ tuần cũng có thể đề cập đến 50 ngày từ phục sinh đến Chủ nhật hiện xuống bao gồm cả 2 ngày. Điều gì xảy ra ở thăng thiên? Theo truyền thống, ngày lễ thăng thiên được tổ chức vào ngày thứ 40 sau Chủ nhật phục sinh, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu lên trời theo tín ngưỡng Cơ Đốc. 40 ngày sau khi phục sinh, Chúa Giêsu và các môn đồ lên núi Ô-liu gần Giê-ru-sa-lem, sự thăng thiên của Đấng Christ. Tại sao lễ thăng thiên lại quan trọng đối với người Công giáo? Các thăng thiên theo nghĩa đen có nghĩa là Chúa Giêsu lên trời hoặc được đưa lên thiên đàng. Điều này có ý nghĩa vì nó cho thấy Ngài đã trở lại thiên đường sau khi hoàn thành sứ mệnh của trái đất. Cơ Đốc nhân tin rằng Chúa Giêsu ở trên thiên đàng với Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài quyết định gửi Chúa Giêsu xuống đất để phán xét ngày cuối cùng. Người Công giáo có kỷ niệm ngày thăng thiên không? Trong Công giáo La Mã, lễ thăng thiên của Chúa được xếp vào hàng lễ trọng và ngày lễ nghĩa có ý nghĩa. Trong Hiệp thông Anh giáo, ngày thăng thiên là một lễ chính. Lễ thăng thiên có một lễ căn thức và kể từ thế kỷ thứ 15, 1 quảng 8 được đặt riêng cho một tuần kiểu nhật chuẩn bị cho lễ ngũ tuần. Chúa Giêsu xuất hiện bao nhiêu lần sau khi Ngài sống lại? Ma-thi-thơ có 2 lần hiện ra sau khi phục sinh. Lần đầu tiên với Mary Magdalene và Mary khác tại ngôi mộ, và lần thứ 2 dựa trên Mác chương 16 câu 7 với tất cả các bộ môn đồ trên ngọn núi ở Galilee, nơi Chúa Giêsu tuyên bố quyền trên trời và ủy nhiệm các môn đồ rao giảng phúc âm cho toàn thế giới.
Điều gì xảy ra với Chúa Giêsu sau khi sống lại? Sau khi sự phục sinh, Chúa Giêsu được miêu tả như tuyên bố sự cứu rỗi vĩnh cửu thông qua các môn đệ và sau đó gọi các tông đồ ban cho họ được mô tả trong và trong đó các môn đệ đã nhận được cuộc gọi để cho thế giới biết tin tốt lành về một đấng cứu rỗi, chiến thắng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giêsu phải chết để cứu chúng ta? Đối với họ, cái chết của Chúa Giêsu là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Cái chết và sự phục sinh của một người này là trọng tâm của đức tin Cơ Đốc. Đối với Đức Chúa Kitô hữu, chính nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà mối quan hệ tan vỡ của con người với Thiên Chúa được phục hồi. Đây được gọi là sự chuộc tội. Chúa Giêsu đã làm những phép lạ nào sau khi sống lại? Các phép lạ sau khi phục sinh do Chúa Giêsu cũng được ghi lại trong các sách phúc âm. Một phép lạ tương tự như phép lạ bắt được cá, còn được gọi là bắt được 153 con cá để phân biệt với lời tường thuật trong Luca, được tường thuật trong phúc âm Giăng, nhưng diễn ra sau phục sinh của Chúa Giêsu. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.